Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng rãi rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chương trình tụng nguyện tỏ như lan nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm, quyển 4, phẩm 8. Viếng đền thờ chư thiên. Lúc bấy giờ Đức Phật nói với các tỳ kheo, sau khi Bồ Tát sinh hai vạn đồng nữ trong các gia đình giàu sang thuộc các tầng lớp bà la môn, xét để lợi cư sĩ trưởng giả được chọn làm thê nữ cho Bồ Tát. Các bậc vương hầu đại thần cũng có hai vạn đồng nữ được chọn làm thê nữ cho Bồ Tát. Tất cả thê nữ ấy đều được sinh ra cùng một ngày với Bồ Tát. Lúc ấy các bậc kỳ lão trong dòng họ Tích cũng đi đến chỗ vua Du Đầu Đàn thưa: Tâu đại vương, nay đã đến lúc đem thái tử đến viếng các đền thờ chư thiên để cầu cho muôn việc đều được an lành tốt đẹp. Vua Du Đồ Đàn chấp thuận, lập tức lệnh cho các tý sở là việc sửa sang lại kinh thành, những chốn thị tứ đô hội, đường xá lớn nhỏ, nơi nào có những người mù, điếc, câm ngọng, các căn chẳng đủ, các thứ sỏi, đá sỏi, rác, rải rác dơ bẩn, những hiện tượng chẳng lành, đều được dọn dẹp và tập trung lại một chỗ. Vua cho giống trống phước đức, khua khánh thiện tướng khuyên khích đốc thúc các nơi đều phải sửa soạn trang hoàng, báo tin cho các vị quốc vương, trưởng giả, cư sĩ và la môn đúng hẹn cầu tập hợp, sắp xếp vô số thệ nữ xe cộ để chuyên chở và theo hầu, dùng các thứ bình an lành đựng đầy dầu thơm, nước thơm. Các con trai của bà la môn được xếp đứng thành hàng tại các ngã tư, các con đường lớn ca vịnh dẫn khúc hát cầu chúc an lành. Các đền thờ chư thiên đều trang hoàng rất đẹp, tất cả mọi việc đều được làm rất chu đáo. Bấy giờ vua Du Đồ Đàn vào hậu cung nói với Mahabhasa Bá Đề: Hôm nay chúng ta đưa thái tử đến viếng đền thờ chư thiên vì cùng với các phu nhân phải lo sắp xếp chuẩn bị đầy đủ. Mahabhasa Bá Đề dùng các thứ y phục quý giá trang nghiêm mặc cho Bồ Tát. Bồ Tát vui thích nên mỉm cười hỏi: Hôm nay sẽ đi thăm chơi ở đâu? Di Mậu đáp: Vua cha cùng triều đình muốn đưa thái tử ra thành đến viếng đền thờ chư thiên. Bồ Tát liền đọc bài kệ: Từ lúc sinh ta sinh ra, cõi tam thiên chấn động, hộ thế cùng nhật nguyệt phạm thích chư thiên đầu rồng đều xuống diêm phù đề cùng nhau tới đảnh lễ. Sao còn có trời nào ta sắp đến kính cáo? Ta là chủ các trời, là bậc trời tối thắng, trời đã không thể sánh, còn ai vượt hơn được? Vì thuận theo thế tục nên cùng đến trong ấy. Thấy y thần của ta, tất cả đều hoan hỷ, đó là vì biết ta chủ của trời bậc nhất. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, dân chúng bên lớn tụ hội ca ngợi chúc mừng các điều an lành như thế. Các cửa thành, đường xá lớn nhỏ, chợ búa thị tứ đều thanh tịnh. Bây giờ vua Du Đồ Đàn tự tay đưa Bồ Tát lên xe, đoàn người gồm đủ các vị bà la môn xá đế lợi, đại trưởng giả giàu có, cư sĩ, đại thần, cùng các vị quốc vương quyến thuộc tộc họ Thích, trước sau lớp lớp nối nhau đi theo, đốt các thứ hương thơm, tung rải các thứ hoa đẹp đầy khắp các nẻo đường đi qua. Vô số voi ngựa, xe cộ binh lính, dân chốn đều mang các thứ cờ vướng, lọng, dù quý giá, cùng với các loại trống nhạc, ca múa, hòa tấu, hợp xướng vang lừng. Lại có trăm ngàn chư thiên cùng ngự theo xe chở Bồ Tát. Vô lượng trăm ngàn đã cho ta các vị thiên tử, cùng các thệ nữ ở cõi trời, trụ giữa hư không, tung rải các thứ thiên hoa, đàn tấu ca nhạc. Khi đoàn người cùng tùy tùng của vô đồ đàn, giếng đền thờ chư thiên đông đảo, uy nghi như vậy đến nơi, vua cha tự tay bồng Bồ Tát đi vào thiên miếu. Vừa bước vào tới cửa đền, thì các tượng chư thiên mông trong đền đã đứng dậy, và đón Bồ Tát được cung kính đảnh lễ. Lúc đó trong chúng hội, hàng trăm ngàn thiên nhân đều vui mừng nhảy múa, hoan hỷ tột độ cùng nói: lành thay hết sức hy hữu. Cùng lúc khắp cả đất nước Ca Tỳ La hiện ra 6 cách chấn động. Các tượng chư thiên, mỗi tượng đều hiện ra thân thật đọc bài tùng. Hà Cải cùng Tu Chi, Dũng Trâu và Biển Lớn, đom đóm đối trời trăng, đâu thể cùng một bậc. Chúng tôi như hạt cải, cũng như vũng trâu nằm, cũng bằng ánh đom đóm là chúng tôi kính ngài. Bồ Tát như nhật nguyệt, cũng như biển mênh mông, vòi vọ như Tu Chi, chúng tôi nào dám sánh. Phước tuệ cùng uy lực lãnh lẽ được lợi đó, khiến dứt trừ kiếp mạng và thoát chứng niết bàn. Phật bảo các vị tỳ kheo,
Đức Bồ Tát thì hiện đến viếng thăm đền thờ chư thiên có 32.000 các vị thiên tử cùng một số chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề. Này các tỳ kheo, vì nhân duyên đó nên ta nhẫn chịu đến đền thờ chư thiên phẩm chính các vật dụng quý báu dùng trang sức. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc ấy có vị đại thần tên là Ưu Đại Diên vốn giỏi về việc xem sao tính ngày tháng cùng với 500 người đã quyến thuộc, và lúc mặt trăng rời khỏi sao chẩn hợp với sao dốc để đến vương cung tâu với vua Diêu Đầu Đàn, xin hoàng thượng cho làm các vật dụng quý giá để trang sức cho thái tử. Vua đáp, phải đấy, hãy cho thực hiện các việc ấy. Năm trăm vị đại thần trong tộc họ Tích mỗi người đều chế tạo các thứ vật dụng quý giá để dâng lên cho thái tử, gồm có nhẫn, vòng, ngọc, số chuỗi để đeo mang nơi ngón tay, tai, cổ, ngực để trang sức nơi đầu, dây lưng nạm ngọc, cùng các thứ hài, chuông, khánh quý giá bằng kim cương. Các vật dụng quý giá dù đã trang sức đều đã hoàn thành đầy đủ. Khi ấy, xa phất xa thẳng hợp với mặt trăng. Các vị trong tộc họ Thích mang các vật dụng ấy đến vương cung, cùng thưa với vua Vô Đầu Đàn. Tâu đại vương, chúng tôi đã làm đủ các vật dụng dù đã trang sức cho thái tử, nó xin được dâng lên cho thái tử. Nhà vua đáp, các vị hãy đợi đã, trước đây các vị cũng đã cúng dường nhiều thứ lắm rồi. Hôm nay cũng đã sai làm cho thái tử các vật dụng như thế. Các vị trong tộc họ Tích lại tâu, đây là ý nguyện hiến cúng của chúng tôi, đâu dám mong được thái tử thọ nhận luôn. Chỉ mong được hứa là vật dụng của mỗi người được thái tử ngự dụng trong 7 ngày, thế cũng là mãn nguyện. Sau số hôm sau, Ma Ba Xà Ba Đề cùng các thệ nữ bồng đưa thái tử đến vườn vô cấu quang minh, lấy các đồ trang sức quý giá trang điểm cho thái tử. Lúc ấy có 84.000 thệ nữ nên đón hầu cận Bồ Tát, có 1 vạn đồng nữ chiêm ngưỡng Bồ Tát, có 1 vạn đồng nữ thuộc dòng họ Tích cung kính chiêm ngưỡng Bồ Tát, đã có 5.000 vị Bà La Môn ca ngợi Bồ Tát, tất cả đều khởi tâm khâm phục quý trọng, vui thích khỏi biết chán. Cùng lúc có 1 vị thuộc dòng họ Tích tên Bạc Đà La đem các thứ y phục trang quý y phục trang quý giá nghi mà ông đã làm khoác lên người Bồ Tát. Đúng lúc đó, từ thân Bồ Tát tỏ ra phần hào quang làm bờ hẳn các thứ bảo vật đang mang trên người, ví như một vết mực đối với vàng với phù đàn. Bây giờ trong vườn có vị thần tên Ly Cấu hiện thân đến trước vua Vô Đồ Đàn cùng nhóm quyến thuộc của họ Thích đọc bài kệ: giả sử tam thiên giới vàng đồng đầy khắp nơi, một chút diêm phù kim ánh lên vàng mất sắc. Giả sử diêm phù kim đầy khắp tam thế giới, hào quang Bồ Tát hiện, sắc vàng ấy mờ hẳn. Ánh sáng thật viên mãn, trăm phức tướng trang nghiêm, thân ngài thanh tịnh thế, há chỉ đẹp bên ngoài. Nhật nguyệt sao màu ngọc, phạm thích chư thiên sáng. Đối hào quang Bồ Tát, mọi sắc kia đều mờ, cảm tịnh nghiệp cảm quá khứ, cái tướng tượng nghiêm trang. Đâu đợi người trần tế, dân cúng vật điểm thân, đến bỏ mọi hiến cúng các vật báu trang nghiêm lấy về tự trang điểm. Bồ Tát chẳng mong cầu, Bồ Tát chẳng đòi hỏi, nên đem cho Sa Nạc thiên thần đọc kệ xong, tức thì biến mất dạng vô cùng giới tộc họ. Càng tin chuyện hy hữu, tràn ngập mừng vui bàn, họ thích sẽ hân thịnh. Phẩm 10 chỉ rõ về các thứ kinh sách chữ nghĩa. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, khi Bồ Tát vừa tròn 7 tuổi, ngài đã đầy đủ cung cách uy nghi, 100.000 điều tốt lành, cho cha chuẩn bị để Bồ Tát đến học đường. Có tới 10.000 đồng nam, 1 vạn đồng nữ phải quay quần, cùng đi với Bồ Tát đến trường học, 1 vạn của xe chở các món ăn thượng vị, cùng những vật phẩm quý giá, khắp các đường phố trong kinh thành Ca Tỳ La và các làng mạc quanh vùng để ra mừng đón. 100.000 các thứ âm nhạc, đồng hòa âm, cùng với hoa trời rải xuống như mơ. Lại có vô số trong ngày tàn ở trang phục đẹp đẽ, đeo đầy các chuỗi ngọc anh lạc, hoặc ở nơi lầu gác mái hiên, hoặc ở nơi cửa ngõ đền điện chiêm ngưỡng Bồ Tát, dùng các thứ hoa đẹp từ xa tung rải lên ngài. Lại có 100.000 tệ nữ ở cõi trời ăn mặc trang phục đẹp đẽ, mỗi vị cầm bình báu đựng đầy nước thơm đi trước rưới khắp con đường Bồ Tát đi. Chúng trời rộng giả xoa cả tất bà Atula Khẩn Na La và Hồ La Già, mọi vị ở trên hư không thì nửa thân hình tay cầm vòng hoa, các sâu chuỗi anh lạc, châu báu dân treo khắp trên cao. Tất cả các vị trong tộc họ Tích trước sau bay quanh, cùng đi với vua Vô Đồ Đàn đưa Bồ Tát đến trường học.
Khi Bồ Tát vừa tới trường, thầy dạy là bác sĩ Tỳ Sa Mật Đa. Nên Bồ Tát y đức tột bậc, tớ thấy mình như không đủ sức làm thầy. Bồ Tát sinh tâm vô cùng hổ thẹn, đầu óc choáng váng nên ngã lăn ra đất. Lúc ấy một vị thiên tử ở cõi trời đó xuất tên Diệu Thân, vừa đỡ bác sĩ Tỳ Sa Mật Đa đưa về chỗ cũ, rồi bay vút lên hư không đọc bài tụng. Tất cả học nghệ ở thế gian từ vô lượng kiếp đã tu tập, chỉ muốn kết lệ các đồng tử tùy thuận theo pháp đến học đường, là muốn chế ngự mọi chúng sinh, khiến nhập chân thật đại thừa pháp, hiểu rõ nhân duyên, thấu tứ đế, diệt mọi phiền não, đạt thanh tịnh, bậc tối tôn, chủ mọi cõi trời. Bậc thấy cam lộ vượt tất cả mọi nẻo tâm ý của chúng sinh, chỉ trong một niệm đều thông suốt, các pháp tịch diệt đã tỏ ngộ, huống chi phân tử phải học hỏi. Lúc ấy vị tiên tử nói kệ xong, liền dùng các thứ thiên hoa, thiên hương cúng dường Bồ Tát rồi vụt biến mất. Vua chủ đầu đàn ra lệnh cho các đồng tử và các bảo mẫu trông coi hầu hạ Bồ Tát, rồi vua trở lại hoàng cung. Bây giờ Bồ Tát tay cầm thiên thư làm bằng những thể chiên đàn, có xoa các thứ thiên hương và được tô điểm nạm bằng các thứ ngọc quý mani sáng rực. Bồ Tát hỏi thầy dạy: sách Phạm Mị, sách Khư Lô Sắc Đễ, sách Bố Sa Ca La, sách Ương Già La, sách Ma Ha Đễ, sách Ương Cù, sách Diệp Bán Ni, sách Sa Phú Ca, sách A Ba Lô Sa, sách Đạt Tỳ La, sách Kế La Na, sách Đa Ta Na, sách Ức Kỳ La, sách Tăng Kỳ, sách A Bạc Mâu, sách A Nô Lô, sách Đạt La Đà, sách A Sách, sách Chi Na, sách Hồ Na, sách Mạt Đề, Ác Sát La, Mật Đát La, sách Phất Sa, sách Đề Bà, sách Na Già, sách Dạ Xoa, sách Càn Thất Bà, sách Ma Hầu La, sách A Tu La, sách Ca Lô La, sách Khẩn Na La, sách Mật Phú Già, sách Ma Du, sách Bảo Ma Đề Bà, sách An Đa Lật Xoa Đề Bà, sách Câu Đa Ni, sách Uất Đơn Việt, sách Phất Đề, sách Ốc Khế Bà, sách Nạc Khế Ba, sách Bát La Khế Ba, sách Bà Kiệt La, sách Bạc Xà La, sách Lệ Khư Bát La Để Lệ, sách Tỳ Khế Ba, sách An Nô Bát Độ Đa, sách Sai Xá Tát Đa Bà, sách Kiệt Nị Na, sách Ô Sa Ba, sách Nạc Sa Ba, sách Ba Đà Lệ Khư, sách Địa Đát Lô A Tán Địa, sách Dạ Bà Đạt Sa, sách Bạc Đà Bán Địa, sách Mạt Đề La Hí Ni, sách Tát Bà Lỗ Đa Tăng Già Ha, sách Bà Thi, sách Tỳ Đà A Nô Lộ Ma, sách Ni Sư Đáp Đa, sách Hồ Lô Chi Ma, sách Đà La Ni Nhàn Đa, sách Già Già Na Tất Lợi Kỳ Na, sách Tát Bà Ốc Sát Địa Lưỡng Sản Đà, sách Bà Kiệt La, sách Tăng Già Na Già Ha, sách Tát Bà Lộ Đa Hầu Lâu Đa. Trong 65 bộ sách kể trên, ta muốn dùng bộ sách nào để dạy? Lúc ấy thầy dạy Tỳ Sa Mật Đa được nghe những bộ sách của mà bản thân chưa từng nghe, lòng vô cùng hoan hỷ, tôi dứt bỏ hết mọi ý tưởng tự phụ, các tiếng đọc bài tụng, bậc thánh trí thanh tịnh ít có đã tự thông thạo tất cả pháp học đường, hỏi thầy về pháp học, nói ra bao sách chưa từng nghe, du kiến đảnh tướng thật tôn quý, diện mạo uyên nghi chưa từng gặp, thần lực trí tuệ có ai hơn, tài nghệ thật đáng giáo huấn ta, trí còn thiển lậu ta nên học, bao nhiêu sách vở thật chưa từng, là bậc tối thượng chủ mọi trời, thế gian thật không ai sánh nổi. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo. Lúc bấy giờ, 10.000 đồng tử cùng Bồ Tát đầu tiên học các chữ mẫu với thầy. Lúc đọc to chữ A thì đồng thời phát ra âm thanh nói lên tất cả các hành là vô thường. Khi đọc kéo dài chữ A thì đồng thời phát ra âm thanh nói lên tinh thần tự lợi lợi tha. Lúc đọc to chữ Y thì đồng thời phát ra âm thanh nói về các pháp môn căn bản rộng lớn. Khi đọc kéo dài chữ Y thì đồng thời phát ra âm thanh nói về tất cả các thứ bệnh hoạn bệnh tật ở thế gian. Lúc đầu cao giọng chữ O thì đồng thời phát ra âm thanh nói lên sự phiền não loạn động của thế gian. Khi đọc to chữ O thì đồng thời phát ra âm thanh nói đến trí tuệ của tất cả chúng sinh trong thế gian còn thấp kém hẹp hòi. Lúc đọc to chữ Oánh thì đồng thời phát ra âm thanh mong dứt hết mọi thứ âu lo tội lỗi. Lúc đọc to chữ Ái thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện tính chất uy nghi thù thắng. Khi đọc to chữ O thì đồng thời phát ra âm thanh muốn lìa bỏ dòng thác sinh tử để đặt đến giải thoát. Lúc đọc to chữ Áo
thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện mọi sự biến hóa lưu chuyển. Lúc đầu tơ chữ ấm thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện tính chất vô ngã, vô ngã sở của mọi vật mọi pháp. Lúc đầu tơ chữ e thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện tính chất tịch diệt của tất cả pháp. Lúc đọc cao giọng chữ K thì đồng thời phát ra âm thanh nói lên sự thâm hiểu về nghiệp quả. Lúc đọc ta chữ khư thì đồng thời phát ra âm thanh nói rõ tất cả các pháp vốn mênh mông vắng lặng như hư không. Lúc đọc cao giọng chữ già thì đồng thời phát ra âm thanh nói lên sự thấu hiểu giáo pháp duyên khởi sâu xa. Khi đọc ta chữ già thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện sự diệt trừ tất cả màn lối cho bên tâm tối mê mờ sâu dài. Lúc đọc to chữ Nga thì đồng thời phát ra âm thanh bày tỏ sự dứt trừ dòng luân huyển luân chuyển 12 chi của chúng sinh. Lúc đọc to chữ Giả thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện sự quán sát tới diệu đế. Lúc đọc cao giọng chữ Xa thì đồng thời phát ra âm thanh mong muốn dứt sạch mọi tham dục. Lúc đọc to chữ Xả thì đồng thời phát ra âm thanh mong vượt qua biển sinh tử được đến bờ giải thoát. Lúc đọc to chữ Xà thì đồng thời phát ra âm thanh mong hàng phục hết thảy các thứ của ma quân. Khi đọc to chữ Hoại thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện sự khai ngộ cho tất cả chúng sinh. Khi đọc cao giọng chữ Trá thì đồng thời phát ra âm thanh mong được vượt thoát mãi các nẻo đường trong sáu cõi. Khi đọc to chữ Đà thì đồng thời phát ra âm thanh mang tính chất đối đáp. Khi đọc cao giọng chữ Trà thì đồng thời phát ra âm thanh nói về sự đoạn trừ tất cả ma oán não loạn. Khi đọc to chữ Trà thì đồng thời phát ra âm thanh nêu rõ mọi cảnh giới đều là bất tịnh. Khi đọc cao giọng chữ Noa thì đồng thời phát ra âm thanh mong đoạn sạch tất cả phiền não vi tế. Khi đọc cao giọng chữ Đa thì đồng thời phát ra âm thanh nói rõ sự không sai khác trong chân như của tất cả pháp. Khi đọc cao giọng chữ Thê thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện sức mạnh của tinh thần vô ý. Khi đọc cao giọng chữ Đà thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện việc giữ giới nghiêm túc. Khi đọc to chữ Đề thì đồng thời phát âm thanh mong đạt 7 món tài sản của bậc tánh. Khi đọc cao giọng chữ Nè thì đồng thời phát âm thanh thể hiện sự thông tỏ về thân và tâm. Khi đọc cao giọng chữ Ba thì đồng thời phát âm thanh thể hiện sự chứng đạt chân lý tuyệt đối. Khi đọc cao giọng chữ Phả thì đồng thời phát âm thanh thể hiện sự chứng đắc của các quả vị ngay trong hiện tại. Khi đọc cao giọng chữ Bà thì đồng thời phát âm thanh thể hiện sự giải thoát mọi trói buộc. Lúc đọc to chữ Bà thì đồng thời phát ra âm thanh mong dứt sạch mọi pháp hữu lậu. Lúc đọc cao giọng chữ Ma thì đồng thời phát ra âm thanh bày tỏ tự sự siêu tiêu diệt mọi niệm kiếu mạng. Lúc đọc to chữ Giả thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện sự thông đạt tất cả các pháp. Khi đọc to chữ La thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện tâm điểm chán ghét xa lìa sinh tử, vô thích chân lý giải thoát tuyệt đối. Lúc đọc cao giọng chữ La thì đồng thời phát ra âm thanh thể hiện ý chí đoạn sạch cội rễ sinh tử. Lúc đọc cao giọng chữ bài thì đồng thời phát âm thanh thể hiện pháp môn thượng thừa tối tôn tối thắng. Lúc đọc to chữ Xả thì đồng thời phát âm thanh đang bậc ý nghĩa pháp môn tam bộ chánh định chánh tuệ. Khi đọc cao giọng chữ Xa thì đồng thời phát âm thanh thể hiện việc chế ngự điều phục sáu xứ đạt sáu loại thần thông. Khi đọc to chữ Ta thì đồng thời phát âm thanh nêu rõ sự chứng đắc nhất thiết trí. Khi đọc to chữ Ha thì đồng thời phát âm thanh mong dứt sạch tất cả nghiệp tạo tác của phiền não. Khi đọc to chữ Sai thì đồng thời phát ra âm thanh nói rõ văn tự không thể diễn tả biểu hiện trọn vẹn tất cả pháp. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, khi Bồ Tát cùng với các đồng tử ở học đường cùng đọc to các mẫu tử thể hiện vô lượng trong ngày âm thanh của các pháp môn, khiến cho 32.000 đồng nam, 32.000 đồng nữ đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, đó là nhân duyên Bồ Tát thể hiện đến học đường. Phẩm 11 xin công việc nhà nông. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, theo năm tháng dần trôi, Bồ Tát ngày càng lớn mạnh. Một hôm, cùng với các trẻ em trong họ tách ra khỏi kinh thành dạo chơi xem xét, Bồ Tát đi đến một khu đất rộng, trông thấy những người nông phu đang làm việc cực nhọc. Bồ Tát nhìn cảnh ấy xong, liền khởi tâm từ bi thương xót thế gian có những cảnh khổ như vậy, bèn suy nghĩ. Tôi nên tìm nơi nào vắng vẻ yên tĩnh để có thể ngồi suy nghĩ về cách lìa bỏ sự khổ đau ấy. Thấy gần đó có cây diêm phù cao lớn, cành lá tùm xanh tươi rất đẹp. Bồ Tát liền đến dưới gốc cây ấy một kiết già ngay ngắn, bắt đầu tư duy. Bồ Tát tập trung tâm ý xa rời mọi niệm ý tham dục xấu ác, nhưng vẫn còn cảm nhận và quan sát. Rồi 8 ngày từ từ xa lìa mọi ý niệm hỷ lạc đã sinh ra trước đó, đổ vào sơ thiền tâm
thuần nhất, hoàn toàn thanh tịnh trước mọi cảm nhận của giác quan, rồi ngài lại xa bỏ mọi hỷ lạc đã sinh ra ở sơ thiền, rồi vào nhị thiền, và tiếp tục lìa xa mọi cảm thọ hỷ với lời dạy của các bậc thánh, rồi thâm vào xả bỏ các ý niệm tư tưởng, thân tâm ngài đạt được sự an lạc trụ trong tam thiền. Cuối cùng ngài dứt hẳn các niệm tưởng về khổ lạc, dứt hết trạng thái ưu hỷ chẳng còn khổ lạc, tâm niệm ngài thanh tịnh tuyệt đối trong tứ thiền. Lúc ấy có các vị tiên ngoại đạo đã đạt ngũ thông, bay lên hư không từ nam ra bắc. Khi bay đến phía cây trên cây chim phù thì bỗng không thể vượt qua được. Họ liền tự hỏi nhau, cho đâu mà hôm nay không thể bay qua khỏi cây chim phù này. Tâm các vị tiên ấy càng kinh sợ, khắp thân nổi gai, biên đọc bài kệ: chúng ta từng bay khắp núi Thu Di, kiên cả núi cao kiên cố thế, qua lại đâu ngại gì với như loài voi lớn, vượt nhẹ vượt khu rừng nhỏ, việc ấy chẳng gì khó, sức ta cũng như vậy, lại cũng từng bay qua. Cung điện rồng trời thần đều chẳng bị trở ngại, tại không hề vướng mắc. Nay gặp thần lập ai chế ngự thần thông ta, nơi rừng chim phù này đột nhiên chẳng qua được. Lúc ấy trong rừng cây có vị thần đọc bài kệ đó: thái tử con vua Du Đầu Đàn, ví như trăng tròn đầy trong sáng, thân tướng như mặt trời vừa mọc, diện mạo tựa như sen nở thấm, đang trú dưới tàn cơ diêm phù. Kiết già người nhập vào diệu định, nhiều kiếp đã từng tu thiện hạnh, đang trừ phiền não đạt thanh lương, chính do uy thần bậc đại sĩ khiến người không thể vượt bay qua. Bây giờ các vị tiên nghe rõ bài kệ ấy, từ xa nhìn thấy Bồ Tát hào quang rực rỡ, tướng hảo tuyệt vời, nên sinh tâm ngạc nhiên cho là điều lạ lùng ít có, cùng hỏi nhau: người ấy là ai mà dung mạo uy nghi đến thế? Là Đế Thích Tứ Vương, Ma Vương, Long Vương, hay là vị thiên chủ Ma Thủ La, hay là trời Tỳ Nữ, hoặc một bậc Viễn Luân Thánh Vương? Liền đó các vị tiên đọc bài kệ ca ngợi: thân sắc hơn hẳn tứ hộ thế, tất phạm nhật nguyệt tự tại thiên, tướng tốt phước đức không ai bằng, thanh tịnh địa diễm hẳn là Phật. Vị Lâm Thần rồi đọc bài kệ đáp các vị tiên: Tất đề hoàng nhân và hộ thế, phạm vương tỳ nữ cùng tự tại, nếu sánh uy khoan với Bồ Tát, được trăm ngàn vạn phần chẳng được một. Các vị tiên nghe xong bài kệ liền từ trên không bay xuống đất, đến trước Bồ Tát mới thấy Bồ Tát đang nhập định thâm diệu, thân tâm chẳng động. Một vị tiên đọc bài kệ ca ngợi: lửa phiền não thế gian, ngài là ao diệu mát, dùng các pháp tối thượng để diệt trừ nhiệt não. Một vị tiên khác đọc kệ tán thán: dùng minh phủ thế gian, ngài là đèn trí tuệ, dùng tịnh pháp thù thắng dứt trừ mọi tối tâm. Lại có một vị tiên đọc kệ ca tụng: biển phiền não thế gian, ngài là thuyền bè lớn, dùng các pháp tối thượng đưa người lên bờ giác. Lại có một vị tiên khác đọc bài kệ ngợi ca: thế gian già bệnh khổ, ngài là đại y vương, dùng các pháp phi diệu thế độ đạt an lạc. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Lúc đó các vị tiên ca ngợi Bồ Tát xong, đảnh lễ đi nhiễu quanh chỗ Bồ Tát ngồi, rồi bay lên hư không, rời khỏi chỗ đó. Lúc đó vua Du Đồ Đàn trong một thời gian ngắn chẳng thấy Bồ Tát đâu cả, lòng lo lắng chẳng vui, bèn nói: không đợi hiện giờ Thế Tử đang ở đâu. Nhà vua lập tức sai quần thần tìm kiếm khắp nơi. Một vị đại thần thì đến cây diêm phù, thấy Bồ Tát đang ngồi kiết già thơ chi dưới gốc cây ấy. Bóng của các cây khác đều di chuyển theo ánh mặt trời, chỉ đi bóng cây diêm phù là đứng yên che mát chỗ Bồ Tát ngồi. Vị đại thần ấy thấy rõ mọi việc như thế, tâm nghĩ thật là việc ít có, vừa trở về tâu với vua. Thái tử đang ngồi yên tĩnh nơi gốc cây diêm phù, bóng cây đứng yên chẳng di chuyển, các tướng tốt trông thật hết sức trang nghiêm, vì đức sáng chói hơn cả phạm vương Đế Thích. Vua Du Đầu Đàn nghe vị đại thần tâu như thế, liền đích thân đến chỗ cây diêm phù, trông thấy Bồ Tát đang ngồi nhập định, tướng hảo trang nghiêm uy quang ngời chói. Vua liền đọc bài kệ tán thán: ví như đuốc sáng trên đỉnh núi, cũng như trăng tỏ giữa trời không, ta tự an trú trong thiền định, lòng trầm yên vui chẳng ngại lo. Phẩm 12 hiện rõ tài nghệ. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, Bồ Tát bấy giờ đã thành niên. Một hôm, vua cha cùng các bậc kỳ lão trưởng đất trong tộc họ thích bàn luận. Các vị trong tộc họ tới với vua Du Đầu Đàn,
Thái tử hiện nay trưởng thành. Rất nhiều các vị tiên giỏi về xem tướng đều cho rằng nếu Thái tử xuất gia nhất định sẽ thành Phật, còn nếu ở nhà sẽ là bậc Chuyển Luân Thánh Vương, cai trị bốn châu trong thiên hạ, dùng 10 điều thiện để dẫn dắt muôn loài theo pháp mà trị nước. Có đủ 7 món báu. Sao gọi là 7 món báu? Một là xe báu, hai là voi báu, ba là ngựa báu, bốn là châu báu, năm là nữ báu, sáu là vị tướng vương báu, bảy là quan tri khố báu. Dù ấy có đầy đủ 1.000 người con, là vị vua tài đức dũng mãnh, có đủ năng lực hàng phục mọi quân thù. Tâu Đại Vương, nếu muốn cho Thái tử không thể xuất gia được, ngôi vị Chuyển Luân Thánh Vương có người kế nghiệp và các vị vua ở những miền xa xôi đều quy phục, chúng ta nên sớm lo việc hôn nhân để Thái tử sinh lòng mê đắm, ràng buộc như thế sẽ không thể xuất gia được. Khi ấy vua Du Đồ Đàn hỏi các vị trong tộc họ, cô gái nào có đủ đức hạnh để có thể làm vợ Thái tử? Bây giờ có đến 500 vị đại thần đều tâu với vua rằng con gái mình có đầy đủ đức hạnh có thể làm vợ Thái tử được. Vua Du Đồ Đàn bảo, vợ của Thái tử tất nhiên là rất khó tuyển chọn, không rõ cô gái nào có thể làm cho con ta vừa ý. Phải nên hỏi Thái tử xem, thưa Thái tử ưng thuận người con gái nào làm vợ. Các vị trong tộc họ Thích cùng đến chỗ Bồ Tát hỏi, Thái tử muốn chọn ai để làm người nâng khăn sửa túi cho mình? Bồ Tát đáp, sau 7 ngày, ta sẽ nói rõ ý của ta. Bồ Tát sẽ nghĩ rồi đọc bài kệ, dục vọng gây nhiều tội là nhân của khổ sầu, với như rừng cây độc, cũng như đống lửa dữ. Nơi ở chốn thâm cung, cùng thời nợ vui vầy, nơi đây thật ràng buộc, như sương mù vây phủ, không bằng nhập thiền định, độc trú chốn rừng sâu. 7 ngày sau, Bồ Tát khởi tâm đại bi, suy nghĩ muốn dùng phương tiện để hóa độ chúng sinh đã đọc bài kệ tụng nên với các vị đại thần. Hoa sen sinh ra từ bùn lầy, không bị bùn lầy làm nhiễm ô. Vương giả đức hóa khắp muôn dân, nên được mọi người đều quy phục. Vô lượng chúng sinh khắp thế gian, ta sẽ vì họ chứng đạo pháp. Cho nên thì hiện có vợ con, chẳng bị nhiễm trước trong năm dục. Ta nay thuận theo dòng Phật xưa, nên không thoái chuyển mất tâm thiền. Đến hôn phải tuyển người thuận ý, chớ chọn phàm nữ làm vợ hiền. Phải người thanh tịnh đủ tướng tốt, chân thật ý hòa chẳng buông lung. Từ nay xin tỏ bày sở thích, các vị theo lời khéo kiếm tìm. Phải là người hành nghi thanh thoát, không ỷ sắc đẹp lòng tự cao, không kiêu không keo không đố kỵ, không vua không dối không bệnh tật. Hiền thục chân chất đầy tự tâm, yêu thương muôn loài như yêu con, ưa thích thi ân không tội lỗi, cúng dường sa môn bạc la môn, dứt mọi tà tâm ngay trong mộng, là hàng tục nữ luôn tinh khiết, luôn nhớ ân thầy không cao ngạo, giữ ý nhún nhường luôn khiêm cung, không ham vị ngon các loại thú, luôn biết hổ thẹn tâm chẳng hại, chưa từng quy y ngoại đạo giáo, tâm lời chân chánh luôn thuận hợp, nghiệp thân biện ý thường thanh tịnh thanh, hôn ám ham ngủ đều xa lìa, không nghĩ đến mọi điều bất thiện, thiện hạnh luôn làm chưa từng bỏ, thờ cha mẹ chồng như cha mẹ, yêu mến người hầu như yêu mình, mọi việc nội trợ đều chu toàn, là phải thông hiểu bao nghĩa lý. Ta muốn chọn nữ nhân như vậy, há lại ưng chịu kẻ kém hèn. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, lúc ấy các vị đại thần truyền lệnh ghi chép các ý kiến của Bồ Tát đem đến trình lên nhà vua. Vua Du Đồ Đàn xem qua rồi bảo các quan, các khanh hãy truyền tờ chiếu ghi chép lời Thái tử đến muôn họ trong khắp kinh thành Katila, để các tầng lớp xá đó lợi hoặc bà la môn cho đến thuộc chủng tộc tỳ xá thủ đà, nếu có cô gái nào đầy đủ đức hạnh như vậy sẽ chọn làm vợ Thái tử. Rồi vua đọc bài kệ, xét lời bà la môn tỳ xá cùng thủ đà, cô gái nào đủ đức đến mau về báo trẫm. Thái tử vốn ưa thích trọng đạo là trước tiên, các khanh cần xét kỹ không phân biệt chủng tộc. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, bây giờ các vị đại thần phụng lệnh vua đi khắp kinh thành ca tỳ la tìm kiếm cô gái nếu có đủ đức hạnh như trên. Trong thành có một vị đại thần tên chấp trượng, có một người con gái tên gia du đà la, tướng mạo đoan nghiêm xinh đẹp tuyệt trần, thân hình cân đối hài hòa đầm thắm,
nên đổ dung y của một thiếu nữ đài cát. Ví như một mạo nữ, một hôm vì cẩn thận của vua đến nhà đại thần chấp trước, thì gặp nàng Yayodhara. Yayodhara ra chào và hỏi: "Ngài đến đây có việc gì?" Vì cẩn thận liền ra tờ chiếu ghi lời thái tử cho Yayodhara rồi nói ba tụng: "Thái tử, con vua dòng họ Thích, dung mạo đoan chánh thật đáng yêu, bậc đại nhân 32 tướng, 80 vẻ đẹp đều tròn đầy, bày tỏ trong thư về hiền phụ, nếu được như thế sẽ sánh duyên." Lúc đó Yayodhara xem xong, lòng rộn vui, mỉm cười đáp lại vị thần: "Dù nhà đức hạnh không hề thiếu, chỉ mong cùng thái tử sánh đôi, ý riêng là thế sinh tâu lại, tương hợp sẽ xe duyên sắc cầm." Sau khi biết được việc ấy, vị cẩn thận vội trở về tâu lên vua: "Tâu đại vương, con đã đi khắp kinh thành Katila tìm kiếm và gặp được một hiền nữ nhan sắc đức hạnh vẹn toàn, thật xứng đáng là bạn trăm năm của thái tử." Vua hỏi: "Người con gái ấy là con của gia đình nào?" Như đại thần thưa: "Đó là ái nữ của đại thần chấp trưởng, tên là Yayodhara." Vua vô đầu đàn thầm nghĩ: "Thái tử con ta tướng hảo trang nghiêm, người thế gian nào sánh được, đức hạnh cũng hoàn hảo, đâu ai dễ có đủ tư cách làm vợ thái tử. Là con gái mà vị quan này nói, chắc gì đã dung đức trọn vẹn. Ta sẽ cho làm các vật báu mang tên vô ưu ra cho thái tử. Tùy ý thái tử trao tặng vật ấy cho cô gái nào bệnh thích, rồi ta sẽ cho người dò xét. Nếu cô gái ấy hội đủ mọi điều tốt lành sẽ lập tức tuyển làm vợ thái tử." Nhà vua bèn đã lệnh tìm thầy giỏi về nghề kim hoàng làm nhiều vật báu vô ưu, dùng 7 món báu để tô điểm. Sau đó vua truyền đánh trống ban bố lệnh khắp kinh đô Katila, nếu có nàng con gái nào tự xét mình có đủ nhan sắc và đức hạnh có thể sánh duyên với thái tử, đốn 7 ngày sau tụ họp nơi dương cung. Đến ngày hẹn, các cô gái cùng tề tựu đông đảo. Lúc ấy thái tử ngồi trên tòa nhân hiền nơi đại điện với nhiều thái nữ vây quanh. Vua chỗ đầu đàn đã mặc xa người quan sát, nếu thái tử bằng lòng cô gái nào sẽ tâu liền cho đức vua. Tất cả các mỹ nữ trong kinh thành Katila lúc bấy giờ đều trang điểm theo các chuỗi ngọc quý thật xinh đẹp, có mặt tại dương cung lần lượt đi qua trước chỗ thái tử ngồi. Giờ thấy uy quan của thái tử, họ đều cúi đầu không dám ngước mặt nhìn kỹ. Thái tử dùng các vật báu vô ưu theo thứ tự trao cho các cô gái dựa qua trước mặt mình, tất cả đều lễ tạ đội ân, đầu cúi thấp nhẹ bước. Lúc ấy nàng cho vô đà la cùng đoàn thị nữ vây quanh là người đến sau cùng ngước mắt nhìn thái tử hồi lâu, tư tịnh mỉm cười thưa: "Vật báu vô ưu không còn để trao tặng, chẳng lẽ chỉ tiếp chịu thiệt thòi như vậy sao?" Thái tử đáp: "Ta chẳng hề có ý tứ vị gì, chỉ vì nàng là người đến sau cùng nên các vật báu đã hết." Nói xong, thái tử liền cởi chiếc nhẫn ngọc nơi ngón tay đáng giá ngàn vàng trao cho nàng. Nhà vua Đà La đón nhận chiếc nhẫn quý rồi thưa: "Vật thái tử ban cho sao lại quá ít như vậy? Thiếp tuy là thân phận thấp hèn nhưng đâu phải chỉ có như thế." Thái tử nghe nói liền cởi tất cả các chuỗi ngọc anh lạc đeo trên người trao cho nàng. Nhà vua Đà La thưa: "Thiếp có diễm phúc gì mà được nhận mọi vật báu trên người của thái tử? Thiếp xin được dâng trả các đồ vật, các đồ trang sức quý báu đó cho thái tử." Nói xong nàng liền dâng trả lại không nhận một vật gì, rồi tạ từ thái tử ra về. Bây giờ vị quan được nhà vua giao nhiệm vụ dò xét tình ý của thái tử trở lại trình tâu với vua Du Đầu Đàn, biết cho biết là thái tử để tỏ ra yêu thích nàng Yayodhara, con gái đại thần chấp trưởng. Vua nghe xong liền sai quốc sư đến nhà đại thần chấp trưởng dặn khanh tới đó, nói là ta được biết ông ấy có một ái nữ đầy đủ nhan sắc đức hạnh, xứng đáng được chọn làm vợ thái tử, nay cho tôi đến truyền chỉ cầu hôn. Quốc sư vâng lệnh vua đến nhà đại thần chấp trưởng thưa rõ mọi việc như lời vua dặn. Đại thần chấp trưởng thưa với quốc sư: "Nhà tôi nhiều đời luôn theo đúng gia pháp, nếu có vị nào tài nghệ tỏ ra hơn hẳn mọi người thì xin sẵn sàng cho con gái làm kẻ nâng khăn sửa túi." Thái tử được sinh ra và lớn lên nơi thâm cung, chưa từng thi thố nhiều về văn võ sách toán,
tướng số bên Pháp. Nói chung là mọi tài năng của bậc Nam Nhi. Do vậy con gái tôi chưa hẳn đã ưng thuận. Theo tôi thì ta nên tổ chức cuộc thi tài cho các vị nam tử trong tộc họ Tích. Vị nào đạt được bậc nhất thì tôi xin gả con ngay. Lúc ấy quốc sư trở về hoàng cung tâu lại mọi việc cho nhà vua nghe. Nghe xong vua đế làm đau buồn, thầm nghĩ hay ta nên lệnh trước cho các vị trong tộc họ Thích thân cận với thái tử, để họ đến tâu với ta rằng thái tử vốn chẳng phải là hạng dũng phu, và xin từ khước việc cầu hôn với gia đình đại thần chấp trượng hoặc cầu hôn nơi khác. Đúng lúc đó thái tử đến chỗ vua cha, thấy thế liền thưa: vì sao phụ vương ưu sầu như vậy? Vua chỉ lặng im. Hỏi đến lần thứ ba, vua mới truyền quan hầu cận ra ngoài và nói rõ mọi ý nghĩ của mình. Thái tử lúc đó vẫn tươi tỉnh mỉm cười tươi với cha: ở thế gian này có ai tài nghệ sánh bằng con? Vua cha nghe thế liền vui mừng, hỏi rõ hơn: vậy con có thể cùng kẻ khác thi tài đấu sức được chăng? Hỏi đến lần thứ ba, thái tử mới kính cẩn thưa: thưa vụ vương, phụ vương chỉ cần xuống chiếu mời gấp những vị có đủ tài nghệ để theo dõi, con sẽ đến đó thể hiện tài nghệ của mình cho họ biết. Vua chiêu đồ đàn liền cho người lập một trường thi tài ở bên ngoài thành Ca Tỳ La, rồi báo cáo cho khắp nơi biết. Sau 7 ngày, các bậc nam nhi nếu có tài nghệ nên tụ tập tới trường thi để cùng xem thái tử biểu diễn tài năng của mình. Đến ngày thứ bảy, 500 vị trai trẻ của tộc họ Tích và thái tử dẫn đầu cùng ra khỏi kinh thành đến chỗ trường thi. Lúc này đại thần chấp trượng cũng cho ái nữ là nàng Chi Du Đà La trang điểm đẹp đẽ, dùng xe quý có thị tỳ theo hầu đưa nàng tới nơi trường thi kia để xem các vị nam nhi thi tài, và lập ra điều lệ là nếu có vị nam nhi nào tài nghệ tỏ rõ hơn hẳn những kẻ khác thì ông sẵn sàng gả con. Bây giờ vua vô đầu đàn sang người đưa con voi trắng khỏe mạnh nhất để thái tử cưỡi. Lúc đó người em thúc bá cho thái tử là Đề Bà Đạt Đa đi tới trước cửa thành, nhìn thấy con voi lực lưỡng kia liền hỏi voi ấy được đem ra cho ai dùng. Kẻ hầu đáp: Đề vương sai đem cho thái tử cưỡi. Đề Bà Đạt Đa nghe nói thế sinh lòng nhỏ nhen ganh ghét, cây binh có sức mạnh hơn người nên dùng một tay giữ lấy giòi voi, tay kia đấm mạnh khiến voi ngã lăn ra chết. Tiếp đó Nang Đà đi tới, vừa muốn ra khỏi cửa thành thì nhìn thấy xác voi trắng, liền hỏi ai đã giết voi như vậy. Kẻ hầu đáp: Đề Bà Đạt Đa giết. Nang Đà dùng tay kéo xác voi trắng vào một bên đường. Thái tử vừa đi tới trong thấy cảnh tượng ấy liền hỏi ai đã giết voi. Kẻ hầu cần thuật lại sự việc. Thái tử than: Đề Bà Đạt Đa là kẻ thầm ác. Lại hỏi ai là người chuyển xác voi qua bên đường. Người hầu đáp là Nang Đà. Thái tử khen: lành thay Nang Đà. Bây giờ thái tử ngồi yên trên cỗ xe báu, dùng chân trái hất mạnh xác voi trắng bay bổng lên hư không, vượt 7 tường lớp tường thành hơn một cầu lô xá. Xác voi mới rơi xuống tạo thành một cái hầm lớn, về sau dân chúng gọi nơi ấy là hố voi. Lúc ấy trên hư không chư thiên đều hoan hỷ vô cùng, khen là việc chưa từng có, liền đọc bài tụng. Bồ Tát trong xe dùng chân trái hất bổng voi vượt 7 lớp thành, nhất định sẽ dùng trí lực ấy đưa hết muôn loài vượt tự sinh. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, bây giờ vô vô đồ đàn cùng với các vị trưởng lão cao đức trong tộc họ Thích, quốc sư đại thần và vô số dân chúng tụ hội nơi trường thi tài. Có 500 thanh niên dòng họ Thích cùng đến tham dự. Các vị trong tộc họ Thích thỉnh thầy dạy Tỳ Xà Mật Đa làm vị giám khảo cuộc thi tài, và ông cần xem xét kỹ trong các thanh niên họ Thích ai là người tài nghệ giỏi nhất. Tỳ Xà Mật Đa phổ biết thái tử đã thông suốt toàn bộ sách vở, không ai có thể vượt qua thái tử. Nên ông mỉm cười hướng về phía đám thanh niên đọc bài tụng. Tất cả văn tự trên trời dưới thế, thái tử hiểu biết sâu đến tận cùng. Ta và các vị có ai bằng ngài? Ngài đọc tên sách ta mới tỏ tường, chúng ta từng biết ngài vượt thiên nhân. 500 vị trong tộc họ Thích liền bước ra thưa với nhà vua: chúng thần đã biết trước thái tử
thông đạt mọi thứ kinh sách, lúc lục nghệ không ai có thể bì kịp, và đến toán thuật cũng chẳng có người nào hơn được. Lúc ấy có vị đại thần tên Ác Phật Na rất thông thạo về toán thuật. Vua Duryodhana nói với vị đại thần ấy: "Khanh hãy quan sát trong số các thanh niên kia, ai là người giỏi toán số nhất? Bây giờ thái tử đọc to các số để các đồng tử kia lần lượt tính toán." Theo tiếng đọc to của thái tử đã tính, nhưng vẫn không kịp. Hết người này đến người kia, cho tới cả 500 người đều lẫn lộn hết. Lúc đó thái tử bảo các chàng trai ấy: "Các ngươi hãy đọc to các số, ta sẽ tính theo." Các chàng trai lần lượt đọc các số, thái tử luân phiên theo đó tính không hề sai trật. Đến nỗi người đọc các số cũng chẳng theo kịp. Đến khi cả 500 người cùng một lúc đọc to lên các số, thái tử tính toán không chút sai lộn. Vị đại thần Ác Thuận Na thấy vậy, trong lòng nghĩ thật là điều ít có, liền đọc bài kệ ca ngợi thái tử: "Lành thay tâm trí thật thông minh, 500 người vẫn không theo kịp. Nhớ xưa nhiều lần ta từng tính, nay sao thái tử thật khó bì." Lúc ấy các vị trong tộc họ Thích cùng tất cả trời người đồng thanh hô to: "Lành thay, lành thay." Thái tử lại đứng đầu dạy môn tính toán. Tất cả đều rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay đảnh lễ thưa với vua Vô Đầu Tràng: "Lành thay, tâu đại vương, ngài đã đạt được niềm vui tột đỉnh. Thái tử hôm nay đã chứng tỏ là người trí tuệ biện tài bậc nhất." Bấy giờ vua Vô Đầu Tràng bảo thái tử: "Con có thể so tài với thầy Ác Thuận Na không?" Thái tử thưa: "Thưa phụ vua, con xin vâng lời." Lúc ấy vị toán sư hỏi thái tử: "Thái tử có biết hết tên của các số lượng ngoài 100 câu chi không?" Thái tử đáp: "Tôi có thể biết được tất cả." Ác Thuận Na bảo: "Vậy thì xin thái tử nói rõ cho tôi biết." Thái tử đáp: 100 câu chi gọi là Ayodhya, 100 Ayodhya gọi là Niyodhya, 100 Niyodhya gọi là Canh Các La, 100 Canh Các La gọi là Tầng Bà La, 100 Tầng Bà La gọi là Asobha, 100 Asobha gọi là Tỳ Bà Ha, 100 Tỳ Bà Ha gọi là Uttanka, 100 Uttanka gọi là Bà Hô La, 100 Bà Hô La gọi là Nika Bà La, 100 Nika Bà La gọi là Đệ Trí Bà La, 100 Đệ Trí Bà La gọi là Tỳ Ba Bà Tha Bát Nhã Đế, 100 Tỳ Ba Bà Tha Bát Nhã Đế gọi là He Xuất Hề La, 100 He Xuất Hề La gọi là Ca La Nhã, 100 Ca La Nhã gọi là He Đô Nhân Đà Lợi, 100 He Đô Nhân Đà Lợi gọi là Tăng Hợp Đát Lãm Bà, 100 Tăng Hợp Đát Lãm Bà gọi là Già Na Na Đà Trí, 100 Già Na Na Đà Trí gọi là Ni La Xà, 100 Ni La Xà gọi là Mục Đà La Bà Đa, 100 Mục Đà La Bà La gọi là Tát Bà Bà La, 100 Tát Bà Bà La gọi là Tỳ Tăng Nhĩ Nhĩ Nhược Bạc Trí, 100 Tỳ Tăng Nhĩ Nhược Bạc Trí gọi là Tỳ Phụ Đăng Già Ma, 100 Tỳ Phụ Đăng Già Ma gọi là Đát La Bạc Lạc Xoa. Nếu người nào hiểu rõ được số này thì có thể tính được số lượng phía trận của một núi Tu Di. Vượt qua số lượng này được gọi là Đồ Xà A Già La Mani. Nếu có người nào giải được số ấy thì có thể tính biết số lượng lạc xoa số các sông Hằng. Vượt qua số lượng ấy có số gọi là Đồ Xà A Già Mani Xá Lê. Nếu có người tính được số ấy thì có thể tính được số lượng câu chi số các sông Hằng. Vượt qua số lượng ấy có số gọi là Bà Ha Na Bà Nhược Nhĩ Viên Trí. Vượt qua số ấy thì có số gọi là Y Trá. Vượt qua số ấy là có số gọi là Cổ Lô Tỷ. Vượt qua số ấy lại có số gọi là Cổ Trá Tỷ Na. Vượt qua số này là có số gọi là Ta Bà Ni Xoa. Nếu có người giải được số này thì có thể biết được số lượng lạc xoa câu chi số các sông Hằng. Vượt qua số lượng này là có số gọi là A Già La Sa La. Nếu có người giải được số này thì có thể biết được trăm câu chi lạc xoa số các sông Hằng. Vượt qua số lượng này lại có số gọi là Tùy Thập Cực Phi Trần Ba La Ma Nao La Xà. Đếm được số lượng ấy thì tất cả chúng sinh không thể biết được nữa, chỉ trừ trí tuệ của các bậc Như Lai cùng các bậc Bồ Tát tối hậu thân thì mới thông tỏ được. Thầy Ác Thuận Na hỏi thái tử: "Thái tử có thể thông tỏ được số lượng cực phi trần không?" Thái tử trả lời:
phàm bảy cực vi trần thì thành một a nậu trần, bảy a nậu trần thành một đô trí trần, bảy đô trí trần thì thành một hữu trung nhãn sở kiến trần, bảy trung trung nhãn sở kiến trần thì thành một thố mao thượng trần, bảy thố mao thượng trần thì thành một dương mao thượng trần, bảy dương mao thượng trần thì thành một ngưu mao thượng trần, bảy ngưu mao thượng trần thì thành một kỷ, bảy kỷ thì thành một giới tử, bảy giới tử thì thành một mạch, bảy mạch thì thành một chỉ tiết, 12 chỉ tiết thì thành một kiệt thủ, hai kiệt thủ thì thành một trụ, bốn trụ thì thành một cung, 1.000 cung thì thành một câu lô xá, bốn câu lô xá thì thành một giới tuần. Nay trong chúng hội này ai có thể tính được số lượng vi trần trong một giới tuần? Ác Thuật Na nói: Tôi nghe Thái Tử trình bày mà đầu óc như muốn mở bạch, huống chi là những người các kiến thức về toán số ít ỏi. Vậy mong Thái Tử vì tôi mà nói rõ trong một giới tuần có bao nhiêu vi trần. Thái Tử đáp: Số lượng vi trần trong một giới tuần được tính hết thảy a số bà là một niyoda, là có 30 câu chi na yoda, là có 6 vạn câu chi, là có 32 câu chi, là có 5 lạc xoa, là có 1 vạn 2.000 lạc xoa. Cứ như thế thì tính được ra số lượng vi trần trong một giới tuần. Như vậy là cõi Diêm Phù Đề ở phương Nam có 7.000 giới tuần, cõi Câu Gia Ni ở phương Tây có 8.000 giới tuần, cõi Phất Bà Đề ở phương Đông có 9.000 giới tuần, cõi Uất Đàn Việt ở phương Bắc có 10.000 giới tuần. Bốn châu trong thiên hạ như thế hợp thành một thế giới, trăm ức lần bốn châu thiên hạ thành một tam thiên đại thiên thế giới. Trong đó có trăm ức lần bốn biển lớn, trăm ức núi Tu Di, trăm ức núi Thiết Vi, trăm ức cõi trời Tứ Thiên Vương, trăm ức cõi trời Đấu Lợi, trăm ức cõi trời Dạ Ma, trăm ức cõi trời Đâu Xuất Đà, trăm ức cõi trời Hóa Lạc, trăm ức cõi trời Thông Hóa Tự Tại, trăm ức cõi trời Phạm Thân, trăm ức cõi trời Phạm Phụ, trăm ức cõi trời Phạm Chúng, trăm ức cõi trời Thiên Quang, trăm ức cõi trời Vô Lượng Quang, trăm ức cõi trời Biến Quang, trăm ức cõi trời Vô Lượng Tịnh, trăm ức cõi trời Biến Tịnh, trăm ức cõi trời Vô Phân, trăm ức cõi trời Phất Sinh, trăm ức cõi trời Quảng Quả, trăm ức cõi trời Vô Tưởng Chúng, trăm ức cõi trời Vô Phiền, trăm ức cõi trời Vô Nhiệt, trăm ức cõi trời Thiện Kiến, trăm ức cõi trời Thiện Hiện, trăm ức cõi trời Akanitra, như thế gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Ước lượng về sự rộng lớn phải đến trăm giao tuần, ngàn giao tuần, trăm ngàn giao tuần, câu chi giao tuần, trăm câu chi giao tuần, ni do đa giao tuần, lần lượt như thế là số lượng giao tuần có thể biết được. Còn số lượng vi trần thì không có con số nào có thể tính được. Vì vậy, số vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới cũng không thể tính đếm được, nên chỉ gọi là A Thân Kỳ mà thôi. Khi Thái Tử nói về số lượng xong, Ác Thuận Na cùng với các vị trong tộc họ Thích đều hết sức vui mừng, đồng cho là việc ít có, nên tất cả cùng cởi các chuỗi ngọc anh lạc, cùng các thứ y phục thượng diệu dâng lên Thái Tử hết lời tán thán: lành thay, lành thay. Riêng Ác Thuật Na thì đọc bài kệ Câu Chi Thất Đát A Yoda, như vậy lại có Ni Yoda, Canh Tát La cùng Tỳ Bà La, tên số cùng cực A số bà, mà còn vượt quá số vô lượng. Tất cả Thái Tử đều thông suốt, cả tộc họ Thích nên lắng nghe. Thái Tử thế gian chẳng ai bằng. Tam Thiên Đại Thiên các cây cỏ vùng ra bậc trí vẫn tính xong, ta không đủ trí để so sánh, huống chi 500 vị Thích nhân. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc ấy có tới 500.000 trời người đồng xướng lớn tiếng: lành thay, lành thay. Trên hư không, chư thiên đọc bài kệ ca ngợi: Quá hiện cùng vị lai, bao nhiêu tâm chúng sinh, các phẩm thượng trung hạ, một niệm đều thông tỏ, huống chi là toán số mà chẳng thấu đạt sao. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, Thái Tử lần lượt chinh phục các thanh niên trong tộc họ Thích, do các môn thi tài khác như nhảy cao, ném tạ, chạy nhanh, Thái Tử đều hơn tất cả họ. Bây giờ trên hư không, chư thiên lại đọc tiếp bài kệ: Bồ Tát nhiều kiếp tu giới thí, nhẫn nhục tinh tấn lực từ bi, thân tâm nhẹ nhàng nên đạt được nhanh nhẹn chỗ toàn người đã biết. Chỉ thấy đại sĩ thường ngự đó, không hay một niệm thoáng mười phương, đi khắp cõi Phật đều thắng thuộc, chưa từng biết được chuyện cứu lai. Và nhóm Thích Tử là thuộc thắng,
việc ấy chưa đủ là hy hữu. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc ấy 500 chàng trai bắt đầu thi tài về thể lực, chỉ làm 32 nhóm, nang đà chạy thật nhanh lên phía trước, dáng dũng mãnh chắc chắn. Thái tử vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào thân nang đà với sức mạnh được truyền từ nội lực khiến nang đà ngã nhào. Đề bà đạt đà vẫn luôn mang lòng ngã mạn, tỏ vẻ khinh thường thái tử, cho là sức mạnh của mình so với thái tử không kém gì. Do thái độ tự đắc của kẻ xem mình hơn hẳn mọi người, Đề bà đạt đà chạy khắp trường thi rồi phục lao tới muốn khóa chặt chân thái tử. Qua thái tử bình tĩnh, không hề tỏ vẻ giận dữ, thản nhiên đợi đối thủ đến. Dùng tay phải nhẹ nhàng tóm lấy đối thủ, đưa mạnh lên cao, làm tiêu tan thái độ kiêu mạn của Đề Bà Đạt Đa. Ba lần thái tử ném bổng đối thủ lên cao, nhưng với lòng từ bi nó không làm tổn thương. Sau đó thái tử nói với toán thanh niên còn lại, các người có thể cùng một lượt đến đó với ta. Tất cả nhóm thanh niên giận dữ, phẫn nộ đồng loạt lao tới một cách quyết liệt, nhưng thái tử chỉ vẫy nhẹ tay, tất cả đều ngã lăn ra đất. Lúc ấy chư thiên cùng mọi người đồng xuống to, lành thay lành thay. Chư thiên trên hư không tung rải vô số thiên hoa và đọc bài kệ ca ngợi. Giả sử chúng sinh trong mười phương đều có sức lực như lai duyên trí nhân tối thượng trong một niệm, mới vẫy nhẹ tay để lăn nhào. Thái tử núi Tu Di Thiết Vi, đại sĩ Tây Xoa đã đổ nhào, huống chi người thường trong cõi thế mà cùng thái tử tranh thắng thua. Xe tòa bồ đề vì từ bi, hàng phục ma quân toàn dục giới, lại dùng cam lộ độ chúng sinh, rồi biết bồ tát là tối thượng. Bây giờ đại thần chấp trưởng nói với các thanh niên họ Thích, ta đã xem các vị thi các môn thi về văn võ, bây giờ nên thi tài bắn cung để biết rõ kẻ hơn người kém. Đích trẻ nhắm bắn là cái trống sắt. Nang đà bảo cần đặt trống sắt xa hai câu lô xá. Đề bà Đạt Đa cho rằng phải đặt trống sắt xa bốn câu lô xá. Tôn Đà La Nang Đà cho rằng có thể đặt trống sắt xa sáu câu lô xá. Đại thần chấp trưởng nói có thể đặt trống sắt xa tám câu lô xá. Thái tử thì bảo đem cái trống sắt đặt xa 10 câu lô xá, cùng 7 con heo sắt và 7 cây đa la bằng sắt, cũng đặt xa hơn 10 câu lô xá, tất cả lần lượt thi tài. Đang đà bắn xa đúng 2 câu lô xá, tên xuyên trúng qua 2 trống sắt. Đề bà Đạt Đà bắn xa đúng 4 câu lô xá, tên xuyên trúng qua 4 trống sắt. Tôn Đà La Nang Đà bắn xa đúng 6 câu lô xá, tên xuyên trúng qua 6 trống sắt. Đại thần chấp trưởng bắn xa đúng 8 câu lô xá, tên xuyên trúng qua 8 trống sắt. Đến đây là giới hạn không ai vượt qua được. Bây giờ thái tử dương cung sắp bắn thì cả cung và cái cung đều đồng loạt bị gãy đứt. Thái tử quay mặt nhìn khắp nơi thì muốn tìm một cái cung nào tốt hơn. Chú cha lúc ấy hết sức hoan hỷ bảo thái tử, tiên vương trước đây có một cây cung để thờ tại thiên miếu, thường dùng hương hoa cúng dường. Cái cung ấy rất cứng mạnh, không ai có thể dương nổi. Thái tử xin vua cha cho người mang cung đến đây. Chú liền sai người đến thiên miếu thỉnh cung tên của tiên vương đem tới, để cho các thanh niên họ Thích thử trước, nhưng tất cả đều không ai dương nổi cung. Sau đó mới trao cho thái tử. Lúc đó thái tử vẫn ngồi yên, tay trái cầm cung, ngón tay phải đặt lên dây mà dương như thể chẳng hề kháng sức. Âm thanh của tiếng dây cung dương ra vang khắp kinh thành Katila, khiến dân chúng trong thành đều kinh hoàng, cùng hỏi nhau không biết là âm thanh gì. Bây giờ cả trời người đều xuống to, lành thay lành thay. Chư thiên trên hư không đã phải kể ca ngợi. Khi Bồ Tát dương cung, thản nhiên chẳng dao động, ý vui sẽ trọn đủ, trừ ma thành chánh giác. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc đó Bồ Tát thân tâm an ổn, lùi tôi ung dung, rồi kéo mạnh dây cung nhắm bắn. Mũi tên xuyên qua tất cả trống sắt, heo sắt và cây sắt không chút sai lệch.
và cắm sâu xuống đất tạo thành giếng nước. Sau này mọi người gọi đó là giếng Tên Bắn. Bây giờ trời người cùng xuống to, lành thay, lành thay. Thái tử tuổi còn trẻ chưa từng học tập nhiều, nó vẫn đầy đủ các thứ tài nghệ hơn người. Chư thiên nó hơi không đọc lời ca tụng, nay xem Bồ Tát bắn, chưa đủ là hy hữu. Phật tòa sẽ an trụ chân đất đạo Bồ Đề, thiền định dùng làm cung, vô ngã không làm tên, quyết phá mọi lưới ma, dứt sạch phiền não oán. Đức Phật nói khác với các vị tỳ kheo, Thái tử đã thể hiện tài năng xuất chúng của mình như thế, từ lục nghệ như lễ, nhạc, xa, ngữ, thư, số, cho tới mọi thứ kiến thức thông thường, tất cả đều thấu đạt. Các bộ luận nổi danh như Thiện Kê Trá Luận, Ni Kiến Đồ Luận, Bố La Na Luận, Y Trí Sa Ha Luận, Vi Đà Luận, Ni Lô A Tha Luận, Vương Luận, A Tỳ Lê Luận, Chư Điểu Thủ Luận, Thanh Minh Luận, Nhân Minh Luận, vân vân. Toàn bộ kiến thức ở nhân gian và chư thiên, Bồ Tát đều thông đạt hơn người. Lúc ấy, Đại Thần chấp trưởng thưa với Vua Chu Đầu Đàn cùng tất cả các vị thuộc tộc họ Thích Cái Mặt trong chúng hội là ông rất vui mừng, đứa ái nữ của mình là Gia Du Đà La về hoàng cung kết bạn trăm năm với Thái tử. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, bây giờ Thái tử thuận theo phép tắc thế gian, sống trong cung, thường có 84.000 thê nữ hầu cận giúp vui. Gia Du Đà La làm chánh phi. Lúc nàng Gia Du Đà La mới vào hoàng cung, vì không tuân theo một số nghi thức thiển cận của người phụ nữ, nên cứ để đầu trần không che kính mặt khiến vua, Du Đầu Đàn và Ưu Đề Di cho là chuyện lạ. Còn các thê nữ trong cung thì xì xào đàm tiếu, nào là chánh phi mới vào cung đã tạo điều xấu hổ, sao lại làm việc dị thường và biết hổ thẹn, có vẻ khinh mạng coi thường những người xung quanh. Và Du Đà La nghe xong những lời ấy với đám cung nữ mà nói bài tụng không chút lỗi lầm, cần gì phải chê, ngồi nằm ngồi đi đứng thả đều thanh tịnh như ngọc mani, đặt nơi cao quý, ánh sáng rực rỡ hiện ra khắp nơi, hoặc im hoặc nói không hề tư vị, để các công đức trang nghiêm thân mình, dù mặc áo cỏ hoặc ngồi cổ đất, không thể không lụy càng thêm đẹp xinh. Nếu người tâm ác trang điểm bề ngoài với như bình độc, dùng mật bôi lên, những kẻ như thế thật là đáng sợ, vì như rắn độc chẳng nên tới gần. Nếu lại có người hiểu biết dứt ác, gần gũi bạn lành, diệt tội chúng sinh, tạo dựng tam bảo, công thật đáng ghi, nghiệp thân khẩu ý đều đã thanh tịnh. Các bậc đại tiên và tâm kẻ khác, gương sáng tự soi, dấu che nào được. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, bây giờ vua Du Đầu Đàn nghe được bài kệ, biết Gia Du Đà La là người có đầy đủ trí tuệ biện tài nên rất đẹp lòng, liền ban cho y phục thượng diệu cùng các thứ châu báu, các chuỗi anh lạc vô giá, và nói kệ khen ngợi Thái tử có đủ đức, giới đàn thật tương hợp, cả hai đều thanh tịnh như sinh tô đề hồ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm, tức là Thần Thông Vô Hí, quyển 4.